Tình nào vương khúc hát yêu đương, hòa theo cơn gió giữa đêm trăng. Lời nào thương nhớ kiếp phong sương, đào nguyên hay chàng lưu nguyên, một lần sai đắm duyên lành. Tà từ mùa khúc hát ly tao, bồi hồi thương nhớ vuốt dâng cao. Tờ muôn phương gió mây phiêu lương, kìa tương giang vầng trăng chiều, con đò trên bến tiêu điều. Kìa, chàng, chàng đã về. À, Lê Tuyền, em đợi anh có lâu không hả? Chàng còn khéo hỏi, mỗi phút xa nhau là mỗi phút tiếp dời giới đời mong chàng. Lê Tuyền à, em thứ lỗi cho anh em nhé. Giờ đây, hai con thỏ này làm thịt xong, anh sẽ dành riêng cho em bộ da của nó. Chứ vậy? Anh sẽ kết nó thành chiếc khăn quấn cổ, để em tròn ngắm giữa đêm sương. Cái lạnh của núi rừng kiếp nào e ngại, mà tiếp sợ hãi một sự giá bằng. Thì một mình bé bông cửa bòn em trong mà nông nhìn thanh và đêm nhớ bạc trong gió sương lạnh ra rụng. Nè em bước vào đây, anh sưởi ấm cho em để má ửng hồng thêm lên. Mới xa nhau có xa nhau tình mới thấy mặn nồng, bên lửa hồng sôi chung. Anh sẽ vì em càng chén rượu nồng, cho thêm đơm tình gối chăng. Thưa thái tử, bộ lạc của ta đã... Tha mã, bộ lạc của ta thế nào? Còn cha ta đâu? Tha mã, hắn đã chết rồi vì vết thương quá nặng. Lệ Tuyền, có lẽ một biến cố gì vừa xảy ra bộ lạc nãy mang. Đúng. Thưa nhạc phụ, chúng con không hai nhạc phụ đến để đón rước, thật là thất lệ. Xin nhạc phụ niệm tình. Ta không cần. Vương. Dạ. Rồi hắn lại. Kìa cha, tại sao cha lại? Cầm. Từ giờ phút này cổ gia trưởng không phải là rể của ta, không phải là chồng của con ta nữa. Nhạc phụ, con có tội lỗi gì? Vì thế là lỗi thai, thì ngươi đừng bao giờ nhắc đến công hay tội. Vì công có thể là tội, mà tội có thể là công. Ngay bây giờ ta cho ngươi biết một hung tin. Kiếp Mộc Trần đã chéo đại binh hùng tàn sát, nãy mang cha của ngươi bị xe xác tan tành. Bởi cha ngươi làm một thằng già ngu muội, không liệu sức mình, chẳng biết được đối phương, nên bộ lạc nãy mang người người đều ngã gục. Tai họa lan tràn cả núi rừng tây vực, nên giờ này chỉ còn bộ lạc của ta thôi. Thưa cha, chồng của con đã từng ngang dọc chơi chi cả anh hùng giới đường thương siêu nghiệp, cha sẽ giúp cha đương đầu quân Mông Cổ, sao cha lại trói cha như trói kẻ thù nhân. Bởi cha không ăn biết tự liệu sức mình, biết cổ gia trưởng là một kẻ tài ba. Xin nhạc gia giúp con rửa mối hận thù, hãy mở xích thuyền này để con tìm giết Kiếp Mộc Trần. Đừng mơ mộng, Kiếp Mộc Trần đã chiếm gần hết các bộ lạc, không biết đêm nay hay ngày mai sẽ đến chiếm luôn cả bộ lạc Kiếp Nhĩ Kha Tư này. Nhưng cha cho chồng của lại đi làm gì? Để nộp cho đoàn quân Mông Cổ. Thôi, nhạc phụ, nhạc phụ đầu hàng quân Mông Cổ. Và qua Lệ Tuyền sẽ là hả hậu bên cạnh Thiếp Mộc Chân. Không, đừng chỉ cách con như cổ gia trường, chạy tả chàng ra, nếu không con sẽ tự sát. Bất khí tử, chơi điên cuồng ngu dại, xứng đáng vì một tên chiến bại như vậy. Trời, con là người chứ không phải cỏ cây, sao cho một quân bạn đời chăn vui.
Nhạc phụ, nhạc phụ ơi, sao nỡ buộc qua lệ tuyền quên rồi nghĩa ân để chạy theo bao tàng quy vụ. Trong lúc lệ tuyền không thể đoạn lìa tình chân gối và tim yêu đã khắc ghi ba chữ cổ gia trường. Đôi cánh chim non đã được chỉ hồng sẽ duyên kết môi. Lệ tuyền cùng con nên nghĩa tóc ta cũng nhờ nhã phụ. Hôm nay sao lại đổi dời cho bể phẩm quá còn dâu. Xin cha chàng xem mà cha đừng nhanh chết đôi quả tim yêu. Gieo tám xé gặp sầu chớm nào kết lời gì đâu. Con đã nguyện trọn đời là chỉ có một lần yêu. Thôi cầm đi, bất hiếu gì dám cãi lời gia phụ. Quá thật ta không ngờ mày trần độn ngu si. Giật đổi sao dời thì mình phải chọn một lối mà đi. Là cái chi chi mà mày để tâm cho dương bần. Nhạc phụ ơi, xin chớ xem nhan sắc lấy tuyền là một con hàng đêm bán giữa chợ đông. Câm câm, lũ hậu sinh Thiết Mộc Chân đang chờ con trong bộ lạc. Nếu muốn cổ gia trường sống sót, con phải tuân theo lời phán quyết của cha. Bằng lòng về với Thiết Mộc Chân thì cổ gia trường sẽ được tự do. Còn con không bằng lòng, hắn sẽ rơi đầu tức khắc. Phu sĩ Quang, con bằng lòng nhưng cha hãy để cho con nói lời tổng biệt sau cùng. Được, cha chấp nhận. Quân, mở trói và đề phòng cho đến khi công chúa thực hành lời hứa. Thôi ta đi. Cô gia trường, thiếp đang muốn chỗ con đường giải thoát, nhưng chàng ơi, thiếp đã trốn cưu măng. Hả? Em sắp có con. Trời ơi, em sắp có con. Em áo đây để em chọn cho em đỡ lạnh. Em hãy giữ lấy sau này để đắp ấm cho con. Và thiên long đao này em hãy giữ lấy phòng thân. Khi con lớn khôn, em trao cho nó và bảo rằng ông cha của nó là chúa tể đất Thiên Sơn, dòng họ tổ tiên nó đã nối tiếp nhau mà cầm quyền Tây Vực. Cụ gia trường, phải chăng chàng vừa nói lời vĩnh biệt? Phải, cha của em đã cố tình chia rẽ thì đời anh từ đây phải mòn mỏi nhớ thương. Nếu có nhớ có thương tức là chuyện yêu đương vẫn còn ngăn cách. Câu thủy chung trở thành dạng mùa trăng nhiều nước mắt. Mà chức nữ ngu lao sẽ ngồi khóc bên dài ngân hà. Chức nữ ngu lao sẽ dệt lên một trang tình sử lê. Không muốn đôi mình trở thành lưu chức vô thuyền yêu đang gặp phi cảnh phong ba. Cổ gia trường ơi, chàng hãy đưa em thoát khỏi nơi này để được sống bên nhau. Nếu phải vào rừng sâu với con thầm cháu đau, em cũng vui lòng miễn sao có vợ có chồng cho tròn ân trọn nghĩa. Thank you.
cổ gia trường. Tại sao chúng ta không gạt ra ngoài tất cả cuộc đua tranh thế sự, để đi vào một vườn xuân đầy hoa, không có là gì có riêng mình. Mà tại sao chúng ta còn bám víu dài chuyện nhân tình? Chuyện nhân tình là quy quyền bao lực, còn chuyện chúng mình chỉ là chuyện yêu đương. Rồi đấy chúng ta sẽ có con, đứa con được sinh ra trong tình thương của cha mẹ nó. Nếu đôi ta mỗi người mỗi ngã, còn chúng ta mở mắt chào đời có khác gì là một đứa trẻ mồ côi. Lễ Tuyền, em nói phải, có thì phải có cha. Nhục của cha chính là nhục của con, và ý của cha là con phải tuân hành. Chàng nói như thế là ra lệnh cho em phải làm vật hy sinh cho thành các tư hàng. Không, anh vẫn còn yêu em. Phải, anh vẫn còn yêu em say đắm như buổi đầu mình mới yêu nhau. Em bảo, anh là người yêu đầu tiên của em, và cũng là người yêu sao rốt. Anh đáp, còn anh chỉ yêu có một em thôi. Qua yêu đương của đôi mình đã kết nụ, con của chúng ta sắp sửa chào đời, anh lại càng yêu em tha thiết. Vì thấy trong tâm tư anh đang có một cuộc chiến tranh quyết liệt giữa nghĩa vụ người dân và bổn phận một người chồng. Ta thiết một chân thành các tư hãng, sao hai người kia thấy ta không phủ phục đón chào? Cô nàng này là ai? Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Gió ngựa của ta dẫm nát miền Tây Vực, hôm nay mới tìm được một đoá hoa khoe sắc kiêu kỳ. Nàng kia, nàng tên gì? Con gái nhà ai mà quá nhiều kiêu hãnh? Tâu đại hãn, nàng là công chúa Hoa Lệ Tuyền, người mà tù trưởng Hoa Đắc Lộ sẽ hiến dâng để đại hãn phong làm đệ thập tam hãn hậu. Thế à? Thật là một cành hoa dương dạ. Quân, dạ. Yeah. Đưa nàng về bản danh để ta được gần gũi một dung nhan đây nhé. Tâu dân, đừng mơ mộng hão huyền, vì lũ bay đến ngày tận số. Khoan, mình đồng gan sắt, dám ngang tàn trước mặt kẻ chinh phục địa cầu. Nhưng trước khi chết, ta muốn biết ngươi là ai mà dám khinh đời ngạo mạn. Quyền tước mi tới đâu mà được người đẹp mến yêu? Kết tụ dạng hồ quang của nãy mang bộ lạc, ta sắp trả thù sâu, chắc ngươi đã biết ta là ai. À, thái tử Cổ Gia Trường, con của tù trưởng Cổ Xuất Khách Hàng. Phải, ngươi đã kinh hoàng còn muốn nhân gửi gì chăng? Ta nhủ chút lòng nhân chuyển cho thân bằng quý thuộc, quặt đầu kia rụng xuống đây rồi ta chiếm người đẹp của mi. Ta đã thọ tiếng thương. Quân sĩ, dạ, lùi về dân trại. Tiến ra giết quân. Thưa quận chúa, quân Mông Cổ đang dồn toàn lực siết chặt dòng dây. Thái tử sai tôi trở lại đây để đưa quận chúa rời xa bộ lạc. Khoan, đã chậm lắm rồi. Một quyển thánh này đến vừa kịp lúc. Quân, dạ, đem tên thám mã này nhốt vào tù xa và trói con kia vào gốc cây, chất thêm củi vào để làm giàn quả. Thưa quận nương, xong rồi. Con kia, chồng của mi Cổ Gia Trường hiện ở đâu? Không biết. Hãy trả lời một lần sau cùng, Cổ Gia Trường đâu? Không biết. Nổi lửa, khốn nạn, giả mang. Quân giả mang, ta báo anh Cổ Gia Trường.
sao không hả? Sức em đã kiệt và đôi chân không còn đi được nữa. Chàng hãy đi đi, hãy đi đi. Nhưng anh không muốn có tâm bằng sự hy sinh của người vợ hiền trăm thương ngàn mến. Chẳng thà anh chết đi để cho em sống trọn một đời qua vòng lòng kiêu kỳ. Đó hồng nhung đang khoe sắc giữa độ tung thì anh nỡ nào đem ra biển cả để cho bà đào làm gãi đổ một cành hoa. Anh chết đi rồi em vẫn là công chúa đất Việt nhị Kha Tư, còn em mà chết đi thì anh sẽ là cánh nhạn đơn côi lạc lõng giữa đêm buồn. Đời sống dọc ngang của đời chàng, em đã trở thành một loài quá vô dụng. Vậy giam xin nay đừng lưu luyến chút dương mà rủ chí tan bồng. Lẽ sống của nam nhân là kiếm thép ngựa hồng lừng lấy dọc ngang. Đối với em chàng ai xem như người xa lạ, cầm bằng một nhỏ cho dài giọt lệ xót thương người vợ xấu số đã chết để cho chồng được làm tròn nghĩa vụ riêng. Gì? Giặc lại tấn công em hãy để cho anh dìu em thoát nạn. À trời, anh đã to tiếng thương cô gia trường. Tàn sát cho ta. Còn Lễ Tuyền, nàng từ đấy sẽ là hãng hậu. Nàng sẽ là hãng hậu. Không, cô gia trường chàng. Lễ Tuyền, ta đưa nàng từ thác Kiều Sa về hành trại này đã được 10 hôm. Tại sao nàng biến nói, biến cười? Chắc trong thâm tâm nàng oán thù ta lắm. Có phải vậy không? Phải. Đối với mi, ta luôn luôn xem mi là một loài thú dữ. Ta kinh tổ mi như kinh tổ một loại côn trùng. À. Thời gian sẽ làm cho nàng hiểu rõ ta hơn. Ta không cần hiểu rõ một tâm hồn đốn mạc. À, nếu ta là phường đốn mạc thì 10 đêm qua há tấm thân vàng ngọc đó được vẹn toàn. Quá Lễ Tuyền, với yên ngựa thanh gươm giữa sa trường, ta là kẻ tạo nên những dòng máu. Với trái tim tuổi trẻ, trong thiên hạ ta là kẻ quen rửa nhủy những nụ tầm xuân. Nhưng tại sao, tại sao đối với nàng tâm hồn ta bỗng dưng biến đổi? Đẹp làm sao mái tóc buông dài như liễu rủ, thương làm sao những ngấn lệ sầu tứ soi lại ánh trăng buồn. Ta nghe gió tương tư đã len nhẹ qua hồn, ta nhìn nàng mà mơ bức tranh tố nữ, và tưởng chừng ta là gã lý sinh. Lễ Tuyền ơi, nàng cho ta là kẻ tàn bạo sát nhân, sao không chịu thấy có gã si tình đang phủ phục dưới gót son, và quyến trở thành một tên nô lệ cho nàng? Đối với ta mới đã làm một điều tàn ác, đã làm cho Phượng Loan cách biệt ngàn trùng, thì đừng hòng cám dỗ một người vợ thủ tiết thờ chồng. Sống là Nguyễn Thủy Chung, chết rồi ta Nguyễn giữ tròn phẩm hạnh. Lễ Tuyền, đành rằng bến nước dù đục, dù trong phận thuyền quyên trăm bề khó lành,
đó là điều lý tưởng khi người chồng của nàng còn sống. Chứ chồng nàng đã chết rồi, không lẽ nàng chịu khép đại qua cho nhụy ương ủ dột giữa giường phương. Đành rằng phụ chồng phải trả, nhưng cổ gia trường nghe đâu đã chết giữa rừng. Không lẽ mãi mãi nàng dân thù ta, khi mà từ xưa sắt thép dân vô tình. Qua lễ tuyền ta sẽ đợi nàng biến đổi tâm tư, cho đến khi nào trăng sao trên trời không còn tỏa sáng. Ta muốn nàng xem ta là anh hùng mã thương hơn là một con người tàn bạo sát nhân. Thôi nàng hãy tử tiễn vào phòng riêng ngơi nghỉ, để ta ngồi đây mượn chung rượu giải sầu, chìa mũi nương. Thế nào, tỷ phu có xin xỏ được ở con nô lệ ấy cái gì chưa mà lại uống rượu nhiều quá vậy? Hả? Mũi nương muốn nói gì? Tỷ phu còn phải hỏi. Tiểu muội muốn nói về sự phản bội của tỷ phu đối với tỷ tỷ của tiểu muội đang mòn mỏi đợi tin chồng. Ta phản bội tỷ tỷ của tiểu muội hồi nào đâu? Ha! Tỷ phu đã bạc tình và đã nuốt lời cam kết với ba quân nên mấy vạn quân Mông phải rồi chôn về một gái má nào, một nhan sắc Quynh Thành đã làm mờ quý danh Mông Cổ. Tiểu muội cho nghi quan mà tội nghiệp cho người ta, quân Mông Cổ vẫn hùng cường dù nắng táp mưa xa. Nhưng tại vì sao dưới ánh trăng khuya tỷ phu vẫn còn ngồi nghỉ dân dơ? Ta đang suy tư để hoạch định ý đồ, quên cả đêm dài và trong trở sang canh. Tiểu muội biết tỷ phu đã đam mê nhan sắc của Hoa Lễ Tuyền. Phải, vì nàng là một cành thiên hương, ta muốn ta là một cánh bướm mùa xuân ghé vào vườn nhan sắc. Tỷ phu có thể quen biết với một dáng người đàn bà, nhưng tâm hồn xin tỷ phu nhường lại một chữ yêu cho chị tôi, một người vợ hiền đang mỏi mòn chờ đợi. Tiểu muội có hiểu được nỗi lòng của ta chăng? Tỷ phu ơi, bổn phận là em, tiểu muội đâu dám đem vào hồn những chuyện tình thương cảm. Nhưng không lẽ để ai kia phản bội tỷ nương mà ôm nỗi niềm hoài vong, khi đài hoa còn lắng đông sương chiều. Em biết tỷ phu đang tương tư nhan sắc ba mỹ thiên kiều, trong lúc người ta quay về khoảng vắng, mắt dõi nhìn cánh nhãn vào sương. Có lẽ vì người ta cương quyết bảo vệ thanh danh mà tỷ phu đem lòng thương tưởng, cho nên tỷ phu không vỡ tan ảo mộng khi bị người ta chui bỏ ân tình. Tiểu muội đã hiểu được lòng dạ của một thằng trai rồi đó. Ta cảm ơn tiểu muội đã không vì hãn hậu của ta mà ghen hờn ích kỷ. Tâu đại hãn, bên tình của Lâm Đầu Mục trở nặng, e khó xong. Lâm Đầu Mục xin được nhìn tận mặt đại hãn lần sau cùng. Mũi nương hãy ở đó chờ ta, ta sẽ trở lại để nói cho mũi nương nghe thêm về tình cảm hiện thời của ta nhiều hơn nữa. Ta đi đây. Quân! Dạ! Trói gã tù trưởng Qua Đắc Lộ lại đợi lệnh ta, và vào trong mời Qua Lễ Tuyền ra đây để cùng ta hội kiến. Dạ! Dạ, tiểu nữ kính chào công nương. Mời nàng ngồi. Này, nàng có muốn thoát khỏi nơi này chăng? Công nương còn phải hỏi. Nàng sẽ được toại ý nếu bằng lòng giúp ta một việc tầm thường. Rồi công nương sẽ thả tôi, phải không? Ta không dám lạm quyền.
nhưng có thể bày vẽ cho nàng một lối thoát thân. Bằng nụ cười và khoe mắt, chắc nàng sẽ đạt thành mong ước. Khi đàn ông người ta đã si mê, tức là bỏ trong linh hồn, thì đàn bà phải biết khôn ngoan, đem họ đi vào cung tiên. Cảm ơn công nương đã có lời chỉ dạy, nhưng lòng này quyết chẳng đau ai, thì làm sao đem khoe mắt với nụ cười mà đón mời người ta. Chứ chẳng lẽ để người ta đeo đẳng suốt đời, thì chính mình cũng bất vui. Nghĩa là công nương muốn bảo tôi hãy hiến thân cho Thiết Mộc Chân trong một đêm hoang lạc. Hỗn kiếp, đừng nóng, vì đó là con đường gần nhất để cho nàng thoát khỏi sự ràng buộc của Thiết Mộc Chân. Ta nguyện thờ chồng đến hơi thở sau cùng, thà chết chứ không thể chịu ô danh sủ tiết. Tùy nàng, nhưng trước khi chết, nàng hãy chích thêm một cái khăn tang mà khóc kẻ sinh thành. Quân, dạ, đem qua đắc lộ ra đây. Ê, đi mau. Cha, đánh cho nát thịt tan xương, cho tay hạ để quay người mỏng cổ. Không, không, các người đừng hành hạ cha tôi. Bất hiếu nhi, mày còn ngăn cản họ làm gì nữa chứ? Mày cứ giữ tâm tân vàng ngọc của mày với hồn ma của một thằng khó cầu, để mày yên vui mà nhìn cảnh máu rơi thịt đổ xuống thân gầy. Mày có thương xót gì tới kẻ tạo nên hình dạng của mày? Mày học đòi làm người tiết hạnh, để cho bia đời tô đậm nét son. Còn tao, tao đã trót sanh một đứa con bất hiếu, thì cứ để tao chịu sầu riêng. Tao đã trót thương một đứa con ngu muội, thì cứ để tao nếm canh đoạn trường. Trời, phải đâu con bất hiếu, phải đâu con ngu dại, không biết tình thương của cha đã ban cho con từ thuở mở mắt chào đời. Nhưng mà mày đã trưởng thành rồi, mày tự cho mày có quyền cãi lại ý cha mày phải không? Mày có biết đâu mày đã làm một chuyện nông cùng. Tao đã gả mày lấy chồng, tức là tao đã chọn cho mày một người thương xứng đáng. Tao rất hài lòng khi thấy mày nguyện thủy chung mơ. Nhưng túng thế phải tùng quyền, tao buộc mày phản bội thằng cổ gia trường là để bảo tồn bộ lạc. Rồi do nó đã chết thì là việc tốt để cho mày dứt nợ tình. Thôi đừng dài dòng lý sự, đánh tiếp tục. Khoan, khoan. Thế nào? Tôi bằng lòng. Quân, hãy ngưng. Tốt lắm, mở trói cho lão ấy. Dạ. Tỳ nữ, dìu người đẹp vào lều rồi mời đại hãn đến đây nhé. Kìa, mũi nương. Tỷ phu, tiểu muội đang chờ tỷ phu đi báo một tin mừng đó. Tin mừng? Có nghĩa là... Người đẹp quá Lễ Tuyền đã bằng lòng dâng cho tỷ phu tất cả. Tỷ phu hãy vào với nàng đi. À, à, tiểu muội thật xứng đáng là em gái của hạng hậu ta. Đâu, quá Lễ Tuyền đâu. Cậu cháu một. Ừ, cháu Thiên Nga, hôm nay cháu đến sớm hơn mọi bữa. À, những bài hát mà cậu dạy cho cháu đó, đã thuộc chưa? Thuộc rồi, cậu dạy cái gì Thiên Nga cũng mau thuộc hết á. Ừ. Nhưng có một chuyện cậu không chịu dạy thì Thiên Nga đi học với người khác à. Nhưng
mà chuyện gì? Chuyện gì? Cậu Châu Mục ơi. Ơi. Thiên Nga đã lớn rồi phải không cậu? Không, Thiên Nga còn nhỏ, còn bé bỏng lắm. Thôi đi, Thiên Nga ghét cậu Châu Mục quá à. Thiên Nga ghét luôn cái bà gì mà mỗi tối bà thường đến đây bắt cậu đàn ca xuất sắc, rồi bà ngồi bà nhìn say đắm. Ý có nhiều vàng bà mướn mình ca mà đâu thèm nghe tiếng ca của mình. Cháu đừng có quên mình là kẻ không ai nhà, đừng nên giận hờn thấy này. Thôi, Thiên Nga là người lớn đó. Có kìa, Thí hởn đi. Mà muốn cái gì rồi à? Phải không? Cậu này nói kỳ quá à, không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Mà kìa, sao cậu nhìn Nga trên trối vậy? Nhìn Thiên Nga, tôi như thấy lại hình ảnh của nàng. Mà nàng là ai? Là vợ của tôi, khi nàng còn ở tuổi trăng tròn mộng ước. Nói nữa đi cậu, nói cho Nga nghe chuyện tình yêu hồi 15-16 tuổi của cậu đi, nói đi cậu. Thiên Nga ơi, đó là một kỷ niệm đẹp như vần trăng tháng tám và êm đềm như ngọn gió sang thu. Nhẹ đưa buông theo giấc mộng ban đầu, đường vào tình yêu qua tương tư giang sắc đón chào. Nhấp chân giao bôi mà tưởng như vào rừng mai, những phong vũ bất kỳ đã đưa tới kia đi, rồi bèo kia trôi dạt qua nọ rác trời, để suốt kiếp bấy sầu tư. Kìa, cái bà gì đó mới nhắc tới là bà tới rồi, cậu ra tiếp người ta đi. Tôi muốn mua sự yên tĩnh ở Du Sơn Dạo Quán này bằng 10 nén vàng, vì không muốn ai làm rộn ngoài tiếng đàn của Châu Mục. Đây, 10 nén, mà chủ quán và mọi người ra ngoài tất cả. Thưa bà, mẹ đi sao mà chủ quán là ai? Dạ thưa bà, là Thiên Nga, một cô bé mồ côi và thiếu thốn tình thương. Và chàng cũng thiếu thốn tình thương cho nên thương cô gái ấy. Dạ phải, tôi thương Thiên Nga, nhưng không phải cái thương của sự đam mê tình tứ, mà tôi thương như là con cháu của tôi vậy. Quý quá thay, nhưng em thiết nghĩ cần phải có một thứ tình thương khác mới giết được sự cô độc của tâm hồn, đó là tình yêu. Dạ thưa bà, tôi nhớ hình như bà đây là... Phải, chàng cứ nhìn. Lần đầu tiên em lột khăn che mặt để chàng nhìn sự thật của dung nhan. Em đến đây là lần đến sau cùng, không được yêu em sẽ dùng quy lực. Hả? Không được tôi yêu, bà sẽ dùng quy lực à? Phải, ta là Mộc Uyển Thanh, một công nương thay mặt dương quyền của Thiết Mộc Chân Đại Hạn. Muốn được yêu một thứ tình nhiều rung cảm, những hy vọng đành tan như làn mây mỏng cuối chân trời. Qua mẫu đơn khoe sắc mà bướm ong không đáp lại sự đón mời, có lẽ chuyện sang hèn còn riêng biệt, chúng tộc vẫn là bức tường ngăn cách tình yêu. Trời ơi, có nhục nhã nào hơn một kẻ đáng lẽ ở dưới gót chân ta nâng lên trên tầm rung cảm, mà người ta vẫn lạnh đạm
người ta thì tôi là một cô gái dâm ô cùng loãng sâu đành rằng chàng đắn đo lo ngại, nhưng vòng tay em chờ đợi đã từ lâu. Châu Mục ơi, chàng hãy nói yêu em đi, nói yêu em cho đôi con tim trỗi nhịp tình ca chan hòa nhớ sông. Hãy nói yêu em đi, em sẽ dâng chàng cả uy quyền tuyệt đỉnh, để chàng hạnh diện đứng nhìn ánh sáng lúc bình minh, và cho em được quả mộng tròn mơ vì truyền tin đã gặp bên đời. Nếu phải nợ duyên từ kiếp trước, kiếp này xin mãi được gần nhau. Ngàn năm một chữ tình yêu là không giới tuyên xuân. Sao chàng nghĩ thế nào? Không, tôi không bằng lòng cậu Châu Mục của tôi thưa một người đàn bà cắt nấp dâm loạn hả mình dụ dỗ đàn ông như bà. Con tiện tì hỗn láo, vì có biết ta là ai chăng mà dám vô lễ hồ đồ như vậy? Bà là ai mặc xác bà? Ở đây tôi chỉ biết có tôi mà thôi. Kìa cháu Thiên Nga, tại sao? Tại vì tôi không muốn bất cứ một thứ tình nào lót vào con tim của người tôi yêu. Tại vì tôi muốn giữ riêng hình ảnh người đã làm tôi rung động qua những đêm trăng lặng canh tàn. Người đàn ông truyền linh và tôi đã chịu phục tùng, chứ ngoài cha tôi và cả bao nhiêu anh tài dũng sĩ, tôi nào kế họ là bước vào đời tôi chỉ gặp những người vì dưới chân tôi dân dân vàng vàng quắt đầu lý tôi đi gian tương tình ai chứ không tôi nhỏ dài và chỉ bao chân thành. Thì ra cô bé gọi chàng là cậu mà cô ấy lại để ý như một người tình à? Dạ không, người đừng nghĩ sai lầm. Cậu Châu Mục, tôi thương yêu cậu, nhưng tôi không phân biệt được lòng tôi thương gì kính nể. Người đang bập làm cha hay yêu như một tình nhân, tôi chỉ biết rằng vắng cậu tôi không được yên tâm. Cậu đến là tôi mừng, cậu vẫn là tôi run sợ. Cậu buông một lời khuyên là tôi vô cùng sung sướng. Đêm đêm như dần trăng tỏa sáng ngồi nghe cậu kể chuyện quê hương, tôi mến đến thiên sơn thương dòng bích thủy và đã yêu Tây Hạ vì mong cổ mà phải chịu cơ hàng. Bà kia, tôi ra lệnh cho bà phải rời khỏi chốn này lập tức, nếu không Đoạn Đao Thiên Long này sẽ đưa bà về quả chết. Đoạn Đao Thiên Long? Kể ra mi là một tên cướp ở trong đảng Thiên Long à. Bà muốn gọi gì cũng được, tùy sự ngu ngốc của bà. Còn tôi chỉ cần bà tuân lệnh. Được, ta về đây và sẽ trở lại tìm mi cùng đảng cướp Thiên Long. Công nương Mộc Uyển Thanh? Sao, bà ấy là công nương Mộc Uyển Thanh à? À phải. Còn cháu, cháu làm sao có được Đoạn Đao Thiên Long và chiếc áo phong trần cũ kỹ kia? Của mẹ tôi cho tôi đó. Hả? Của mẹ Thiên Nga? Mẹ Thiên Nga còn sống? Phải. Ông cứ nói với Mộc Uyển Thanh rằng Thiên Nga chính là Hoa Trân công chúa, con gái của Thành Cát Tư Hãn, thống lãnh 1000 quân do thám của triều đình, hiện có mặt tại đây. Chào ông và vĩnh biệt. Thiên Nga, con
kính mừng hãng hậu. Kìa, ngươi là ai? Sao đường đột vào chung này? Tâu hãng hậu, kẻ hèn mọn này là một nghệ sĩ, bị người ta bắt vào đô hộ phù để làm vui cho các bậc đại nhân. À, ta nhớ ra rồi. Có phải khi nãy giữa yến tiệc, chính ngươi đã trỗi lên khúc phượng cầu hoàng? Tâu dân, tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy bước vào đấy và dạo cho ta nghe lại những cung đàn sầu muộn ấy. Xin lĩnh ý hãng hậu, mời hãng hậu lắng nghe. Cánh em đầu xuân tung bay dưới nắng hồng, mặt trời vừa ló dạng tàn cơn ly gió cuốn đầu xuân, chim non bóng xa đàn, đời người lạc mấy nẻo tìm về về đâu. Rừng thu tàn lửa khói, lễ gặp ngân rơi dân núi sơn khê. Hãng hậu, hãng hậu cũng biết được bản tình ca đã bị quên lãng từ ngày xưa của dân Tây Hạ nữa. Làm sao ta không biết? Vì đó là khúc nhạc mà chồng của ta đã dạy cho ta học thuở uống chén rượu giao thầy. Còn ngươi, ai đã dạy cho ngươi bài hát ấy? Cổ Gia Trường. Cổ Gia Trường? Phải. Lão, theo ta biết thì Cổ Gia Trường đã chết vì 16 năm về trước lần mà. Phải, 16 năm về trước giữa cuộc phong yên, Cổ Gia Trường đã thọ tiễn thương mà ngã gục, nhưng còn góp mặt với thời gian để tìm lại người xưa năm cũ. Ngày hôm qua có một người đẹp theo gót thiết mộc chân trở về miền Tây Hạ, cũng là ngày mà qua rừng sầu tấm biệt hồn ai xuống đáy mộ chung tình. Cây duy giáng ngàn thương chợt nhớ ra là gió thoáng qua mình, cho nên cổ tùng đành gãy đồ khi biết rằng bóng hạt đã vào trăng. Cổ Gia Trường ơi, Cổ Gia Trường, 16 năm y đã tìm ai khắp nẻo giang sơn, trong lúc người ta đã là vợ kẻ thù chung, đang được ấm êm với cuộc sống huy hoàng. Cổ Gia Trường, chàng có biết được hoàn cảnh nào đưa đây tiếp đến con đường này không? Hoàn cảnh, hoàn cảnh. Tất cả việc làm gì tồi tệ trên đời này, người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho lòng người, cho trời đất. Chưa có mấy ai dám nhận rằng mình hiện thân cho khách cũng chỉ vì tiền. Cô Gia Trường, có phải vậy không? Kìa, tại sao? Tại sao bà không nói? Tại sao bà không nói? Thiếp biết nói gì bây giờ? Về câu chuyện 16 năm qua, nếu chàng nói, thiếp quyên tâm cho kẻ khác chăng? Thiếp thưa rằng, còn nếu chàng nói thiếp dâm loạn phản bội, thì thiếp xin thưa là thiếp không phản bội dâm loạn. Còn trở lại quê xưa, tức là thiếp còn thương anh dưới vàng. Tâm hồn này chẳng trống như lúa bạch, em chỉ sang đò cái tay sắp chàng đã phút bóng ngàn dâu, nên khi
Thôi tôi không muốn nghe bà nói nữa. Thật là một điều bất hạnh cho tôi, mà cũng là một niềm kiêu hãnh cho bà mà. Cổ gia trường thở đôi mình vừa chia lối ra. Em nhớ những lời căn tôi sau cùng. Chàng bảo thì phải sinh nở và ráng giữ nuôi chúng con trẻ được lớn. Rồi giữa cuộc phong yên, người ta đem sinh mạng của cha mình mà trả giá chữ tình chung. Trước bổn phận làm con và lương tâm của người mẹ, bắt buộc kiếp phải đem cây hồng nhan mà dùi xuống dũng bùng. Cô gia trường ơi, chờ trường, con của chúng ta hiện giờ chính là Quả Trân công chúa, dù tuổi mới tròn trắng mà dáng vẻ sông toàn. Bà tưởng vậy là tôi thỏa mãn lắm sao? Con của tôi đâu phải là trai mà dạy nó hung hào kiếp. Tại vì thiếp muốn nó được sinh tồn, thiếp muốn nó làm rắn dính nhà họ Cổ. Nhưng trái lại nó vẫn tưởng nó là con thiếp Mộc Chân, nó hạnh diện cái danh Quả Trân công chúa. Kìa, quay tới. Ai hậu, ai hậu, quận Tây Hạ sắp bao vây đô hộ phủ này. Ủa, tên kia, ngươi là ai? Chồng của Hoa Lệ Tuyền. Hả? Cổ gia trường. Phải. Ta không ngờ mi còn sống. Vậy hãy rút kiếm ra để cùng ta giao đấu một trận sau cùng. Đại hạ. Hãng phụ, sao hãng phụ thế này? Ai đã sát hại hãng phụ? Gà đó. Kìa, cậu cháu Mục. Không, hắn là Cổ Gia Trường. Cổ Gia Trường. À, thì ra chính cháu Mục là lãnh tụ nghĩa dũng đoàn Tây Hạ. Ngươi đã sát hại hãng phụ ta thì ngươi phải chết. Con, Hoa Trân, con đã giết cha con rồi. Hả? Mẹ, mẹ vừa nói gì? Cổ Gia Trường chính là người đã tạo cho con nên hình, nên dốc. Hoàng hậu vừa nói sao? Tôi vừa nói rằng Cổ Gia Trường chính thật là cha ruột của Hoa Trân. Mười sáu năm trường tướng gia biệt trần gian, nên tôi dẫu kính trong cho tâm hồn của đứa con ngoan, khỏi suy tư vì một cuộc sang tiền. Mẹ ơi, bởi cớ nào mà mẹ sanh điên loạn, buông lời như biến đồng cho con lạc lòng chúng bụi hồng. Ngày trước khi mẹ vừa cứu mang thì cha của con đã thọ tiếng thương, mẹ bước thêm một đoạn đường cần. Ôi trò đời vết bằng mong áo, ngờ đâu con của thiên hạ mà tỷ phú thương ân ngọc hơn vàng. Trời cao sao khéo tạo cánh đoạn trường, để tới ngày cùng tôi đành mất Hoa Trân. Trời ơi, nếu Cổ Gia Trường là cha của Hoa
trăng thì con trở thành một người con bất hiếu đáng tội gian. Mẹ ơi hãy giết con đi để cho con vẹn nghĩa trọn tình. Nghĩa là nghĩa của kẻ sanh thành, còn tình là tình của người nuôi dưỡng bấy lâu. Ôi một cánh chim non trước ngọn gió giao mùa, bỗng dưng cảm thấy bơ vơ, biết cũng thờ ai đây khi con có tới hai người cha ở trên trần tuyến đôi bờ. Qua trân, bây giờ con đã lớn, đã đủ tri khôn, thì hãy tự quyết đời con, đã lỡ hết rồi. Mẹ chỉ biết nói rằng dòng giống của con là dòng Tây Hạ, và cha của con chính thức là Bộ Gia Trường. Cha Hoa Trân con, cha ôi sung sướng biết bao. Dù cha nhắm mắt về dưới mồ sâu, cha cũng ngậm cười. Trẻ già ngang nhiên trước cơn bão tố là để cho khổ hận nhiều rồi, phong sương gội nhùng lên mái tóc. Cái tủi nhục của cha là cái tủi nhục của một người dân mất nước. Nhưng đêm nay dẫu có chết, ta cũng trở thành anh hùng, thì cái danh dự trọn đời người cha sẽ nhường lại cho con. Một lãi này con xin tạ tội bất nhân, còn lãi này đây xin cha tha cho con tội bất hiếu. Lãi thứ ba con xin dâng cả linh hồn, còn thể xác trời ơi hạng phụ. Qua Trân con ơi, dù đất bằng có dậy sông, dù cho cuồng phong vũ bão dây lâm, giữa đoạn đường tình cảm của cha, cha vẫn xem con là con của cha. Con vẫn là Hoa Trân công chúa, được ban lệnh truyền cho đại quân Mông. Đêm nay quân Tây Hạ sẽ tràn vào đô hổ phủ. Nếu con nghĩ đến cha thì con đừng để cho người Mông Cổ ô danh khi tan nước xa trường. Hoa Trân con, 16 năm trường mẹ sống chỉ vì con. Hôm nay con đã biết con là ai giữa chốn bụi hồng, thì con cứ vui mà đi chết đoạn đường trần ly. Còn mẹ đã trọn kiếp ba sinh, mẹ đi về cõi khác vĩnh biệt mẹ. Lễ Tuyên, Lễ Tuyên. Mẹ ơi sao mẹ định bỏ con để cho một cánh chim non phải bơ vơ giữa trời đông sương tuyết lạnh muôn trùng. Mẹ phải sống để nhiều con qua khỏi lớp bụi trần. Ngoài kia tướng sĩ ba quân của đôi bên đang đợi chờ giờ tử chiến. Trong này cả hai người cha của con đang buông những làn hơi tuyệt vọng. Mẹ mà chết đi rồi thì còn ai chỉ cho con lẽ sống của một cuộc đời dài. Tràn vào đô hổ phủ kìa tỷ phu. Tỷ phu sao thế này, ai giết tỷ phu? Cổ Gia Trường. Thì ra cháu một bé chính là Cổ Gia Trường. Phải. Và cũng là chồng của người đẹp Hoa Lễ Tuyền. Tôi hết rồi, không ngờ hôm nay là ngày cuối cùng của tiết mộc chân. Không ngờ đất Tây Hạ rừng là mồ chôn của thành các tư hàng.
lừng danh một đoàn quân bách thân. Nay lại phải chung chân mà tông biệt một vị anh hùng. Tỷ phu ơi, có phải vì một nhan sắc quá nhường nguyệt mà người không chết được trên lưng chiến mà lại ngã gục bên rèm cho tâm sứ mờ quay dân. Tiên quân Tây Hạ tiến lên tàn sát quân Mông Cổ. Tiên trời Mộng Luân không thành, xin vĩnh biệt dùng trời Tây Hạ. Vĩnh biệt con Hoa Trân. Hán phủ, Hán phủ.